Dạ, bắt đầu chạy đấy. 5 giờ bắt đầu chạy đấy. Chưa thấy gáp. Vàng giao ngay tăng cao hơn mở cửa mức 1506 à. Tăng 0.71 à. Giá bị áp rất cao khi mà mọi người vào. Bạc đang ngay mở cửa tăng lên 12.59 một ao 5 giờ. Tăng rất là cao. Do đó là cái gap hôm nay là nó sẽ bật lên rất là mạnh. Bây giờ là giờ mùa đông cho nên là chờ bid ask hiện tại đang rất cao, do vậy những ai mà đang giao dịch là phải chú ý. Tổng thống Hoa Kỳ đảm bảo rằng vệ binh quốc gia trở lại. Tương lai dầu thô giảm 2-3% được báo cáo ở 22.09 à, đang xuống đó. Thế thì vàng ăn đủ rồi. Đây là một trong những cách để chúng ta theo dõi. Qua đây chúng ta cũng nghiên cứu trong thế giới đầu tư có hai ba bài về quỹ, bài 1, bài 2 và 3. Và chúng ta sẽ có được các cái tin tức là các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán lớn Mỹ đều giảm 3%, bạc giao ngay tăng 0.30 37 này rất là cao, vàng là 15.1506.99, hy vọng là giữ được cả lúc mức mở cửa. Do vậy những ai giao dịch là sẽ phải để ý rất là nhiều trong bốn giá. Cái này lệnh chờ để ăn gáp hôm nay thì là sẽ có được quả gáp. Cũng xem qua cái sàn Epic Pro bên này xem gồm đó là đã có gap tăng, vậy thì nhìn xem mặt cái gap này đấy, bật một phát lên 1507 chứ không phải là, do vậy ở bên kia là mở chậm 1506 tăng lên cái gap một quả lên đấy. 1505 đang bị đánh xuống, đang bị đánh xuống. Bên này thì chưa mở. Muốn là 1498. Cho thấy sự sốt ruột với tính phở update này. Chúng ta sẽ nhìn thấy mức giá là bắt đầu đang chuẩn bị cập nhật. Đến việc mở cửa chúng ta sẽ thấy các cây nến nó sẽ xuống, gác mà mở muộn là chúng ta sẽ bị bất lợi. Vậy cái bên này vẫn 06 mất 4 giá, vậy không kịp chốt lời bên kia đó, 507 mất 4 giá. Bên này đã chậm hơn, này mất 4 giá, nhưng không sao, biết đâu nó lại tốt thì sao. Ok, đó chính là cái cách cập nhật cái tin tức của chúng ta vào mỗi buổi sáng, đặc biệt là có cái tin xấu và tin tốt nó lẫn lộn đấy. Chúng ta đã nhìn thấy mở cửa đúng không ạ, lập tức là chúng ta nhìn thấy các mốc giá nó lên đúng không ạ, tổng cái lượng lãi này đấy, lượng lãi, và chúng ta sẽ nhìn thấy nó lên hay nó xuống đúng không ạ, bật lên rất mạnh mẽ, lãi 500 700. Tuy nhiên là chúng ta sẽ nhìn nhận ở một cái khía cạnh là nếu nó bật lên cái vùng cao hơn thì chúng ta đã chốt lời ở điểm này rồi, đó là mở cửa đúng không ạ.
tăng lãi đấy, từ vùng 5 600 700 đô chúng ta còn ít lãi đấy. Do vậy chúng ta sẽ phải thấy được các cái cách để mà chúng ta vận hành. Tuy nhiên lúc này chúng ta mà đóng thì là giá ấy lại lên, ta nhìn thấy giá bắt đầu bid ask bắt đầu xuống đúng không ạ? Đấy, bắt đầu chúng ta sẽ nhìn thấy giá bật lên và sẽ để vùng này lên được trên 1.000 và chúng ta sẽ nhìn thấy được cái cách để chúng ta chốt lời ra sao. Phiên án nó sẽ lên rất là mạnh mẽ. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với chiến dịch sau này.